Xin chào mọi người, bữa nay em có hai mẫu guitar GL1 để giới thiệu với mọi người nha. Đây, hai cây, một cây màu gỗ không sơn bóng, một cây cũng là màu gỗ nhưng mà có sơn bóng nha. Nó có phủ lớp bóng thì nó khác nhau chỗ đó trước này. Một cây không bóng thì nó như thế này, màu gỗ không. Đó. Bóng thì nó sẽ như thế này. Đó, nó chỉ có lớp bóng nó khác nhau chỗ đó thôi. Đây. Logo hầu như là tất cả còn lại giống nhau hết rồi, nó chỉ có khác cái nước sơn thôi. Khóa, bộ khóa, mẫu guitar lê lê nhưng mà thiết kế theo kiểu của classic. Cái này GL1 của Yamaha nha. Đây, cầm vân gỗ rất là rõ, nước sơn rất là đẹp, đồng đều, keo chỉ rất là đẹp luôn. Mặt sau, mặt trước, ngựa, đây ngựa. Cái bên này nó cũng như vậy. À, nó khác cái đường giữa này, cái đường này, đây, cái đường họa tiết ở cái miệng thoát tiếng. À, nó khác á. Ok, cái bên này à, cái nước sơn nó khác, nhìn cái cây nó hơi khác khác tí. À, bên này ngựa đen này, bên này ngựa đen, ngựa gỗ đen, chắc gỗ vân cần. À, thì báo giá cho anh chị hai mẫu này luôn nha. Thì cái mẫu phía bên trái này là mẫu không bóng thì là 1,5 triệu nha. Tại cửa hàng bên em là 1,5 triệu. Còn cái mẫu bên này có một lớp sơn bóng nữa thì cây này là 1,6 triệu nha. Đó. Guitar Lele GL1 của Yamaha nha. Đó, anh chị nào thích thì ghé cửa hàng bên em 568 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình để xem chi tiết hơn nha, để test tiếng luôn. Còn anh chị nào mà muốn nghe tiếng á, thì inbox bên em nha. Inbox nhắn cho em cái số Zalo á. Đó, kết bạn số Zalo xong rồi em gửi clip test cho. Rồi nha, bye bye mọi người.